Malaysia chỉ mong cầm chân tuyển Việt Nam. Không phải tự nhiên mà huấn luyện viên Park Hang seo gọi cuộc đụng độ với Malaysia vào đêm ngày 12 tháng 12 như một trận chung kết, VTV6 trực tiếp, 19h30. Ông Park gọi đấy như trận chung kết bởi nếu không thắng được Malaysia thì ba ngày sau đội tuyển Việt Nam Việt Nam phải chơi trận cầu sinh tử với Indonesia. Điều mà ông Park hoàn toàn không muốn học trò phải mất sức nhiều cho chặng đường đua dài. Ngay từ trước khi bóng AFF cắp lăng, Giới chuyên môn đã không khó dự báo cuộc chơi ở bảng B cho hai vé bán kết chỉ diễn ra giữa ba đội Malaysia, Indonesia và đương kim vô địch Việt Nam. Thực tế đúng như thế, khi Lào và Campuchia không đủ sức kê bất ngờ. Indonesia đã thắng Campuchia 4-2, Malaysia vượt qua Campuchia 3-1, thắng Lào 4-0 để giữ vững ngôi đầu bảng. Việt Nam thắng Lào 2-0, cho nên màn cạnh tranh chỉ xoay quanh ba ông lớn sẽ loại trừ lẫn nhau với cuộc chạm trán gây cấn đầu tiên là tái đấu của trận chung kết AFF Cup 2018 đã bốn lần thua trong năm lần đối đầu gần nhất với chỉ một trận hòa. Huấn luyện viên Tang Chen quá hiểu cách đá lẫn kiểu sử dụng nhân sự của đồng nghiệp Park Hang Seo. Tuy nhiên, để phá lối chơi của đội tuyển Việt Nam là một bài toán quá khó mà suốt 3 năm qua, bóng đá Malaysia chưa có lời giải. Chính bởi sự bất trị của thầy trò ông Park mà ông Tang Chen không ngần ngại gọi đội tuyển Việt Nam là một trong số ít ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch AFF. Các mùa này, thậm chí, Ông Tan còn toan tính rất kỹ việc Malaysia gặp gỡ Indonesia lượt cuối vòng bảng ngày 19 tháng 12 có tính quyết định nhất đến vé chơi bán kết. Nghĩa là ông thầy của Malaysia tự đặt Việt Nam vào thế kèo trên và nhiệm vụ của các học trò là ít nhất phải cầm chân nhà đương kim vô địch. Ngược lại, ông Park rất muốn thêm một lần nữa đánh bại Malaysia để đưa đối thủ này vào cuộc đấu sinh tử với Indonesia chứ không phải đội tuyển Việt Nam. Chiến thắng sẽ giúp ông thầy người hàng thở phào nhẹ nhõm hơn với những tính toán con người cho bước chạy đường dài cái khó là malaysia xác định cầm hoa sẽ chọn lối đá tự thủ để không thua và nếu họ đá kiểu phá để không thắng thì các tuyển thủ việt nam sẽ gặp những khó khăn nhất định sự khó khăn của đội tuyển việt nam đã thấy rõ qua trận thắng lào dù chơi áp đảo nhưng các chân súc không nhiều lần tiếp cận khung thành đối phương bất chấp việc ông Bắc cho chơi ba tiền đạo tuy nhiên sự sáng tạo và lối di chuyển chiến thuật giữa tiến linh công phượng phan văn đức không có sức biến hóa cao dù hai trong số này đã ghi bàn tương tự hàng tiền vệ không chịu nhiều áp lực và chịu khó điều tiết bóng nhưng dễ bắt bài với kiểu đưa bóng ra hai biên. Trong khi đó, tuyến phòng ngự, tuyển Việt Nam chơi với đội yếu hơn hẳn mình là Lào mà vài lần để cho đối phương suốt cầu môn trong thế trống trải hoặc để thiền đạo có bóng thoát xuống đối mặt thủ môn nguyên mạnh. Gặp đội bóng giỏi hơn cỡ Malaysia sẽ không có nhiều may mắn như vậy. Chờ thay bắt rút kinh nghiệm cho học trò sau trận ra quân để tìm chiến thắng đối thủ quen thuộc Malaysia khó chịu với tư tưởng thủ hòa. Hai nhà cầm quân về chừng nhau. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết ông chẳng có gì giấu giếm Malaysia về chiến thuật và khẳng định sẽ giữ kiểu chơi cũ như đã thể hiện ở trận thắng Lào. Cũng có thể cách nói của ông Park là một đòn tung hỏa mù, bởi ông đã chọn lối đá tấn công với sơ đồ 3, 4, 3 giống thời kỳ đầu, mà không phải 352 như gần đây. Nhưng chắc hẳn thầy Park vẫn sẽ giữ một đội hình có thiên hướng tấn công nhiều hơn và không thay đổi. Những vị trí quen thuộc như ông từng sử dụng tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 còn với huấn luyện viên tan chen hoe cũng rất thận trọng khi cho biết ông sẽ tập trung hết sức mình để tìm một kết quả có lợi trước tuyển việt nam ai cũng thấy việt nam với tư cách đương kim vô địch aff cup và lối chơi cho thấy sức mạnh bậc nhất của giải họ chính là ứng cử viên vô địch mùa này các tuyển thủ malaysia sẽ phải dốc hết sức để đối đầu với đội bóng mạnh tt